Máy may Lan Hương hướng dẫn sử dụng dòng Toyota nhỏ gọn. Cụ thể ở đây là Toyota Frino 5000. Chú ý là máy nhật điện 110, thế nên là khi dùng dây, một đầu mình cắm vào máy này, một đầu mình sẽ cắm vào bộ đổi nguồn. Không cắm trực tiếp cái dây máy nào về này vào ổ điện, nó sẽ bị cháy nhé. Đầu tiên Hương sẽ hướng dẫn đánh suốt chỉ, thì mình sẽ dùng cái suốt chỉ không mình cắm vào đây. Đi chỉ đánh suốt từ vụn chỉ. Vụn chỉ thì mình cắm vào dùng cái chặn, máy chặn ở đầu để lúc may cái vụn chỉ nó không bị rơi ra. Đi chỉ đánh suốt thì mình cầm cái sợi chỉ như thế này, vắt chéo từ dưới lên trên, cuốn quanh suốt theo chiều kim đồng hồ, cuốn khoảng tầm 5-6 vòng gì đấy cho nó chắc. Mình gạt qua phải này, và mình cầm cái bánh đà này, mình cầm cái bánh đàn, mình kéo qua phải, ấn nút bật tắt. Tốc độ này, tốc độ là ô vuông này là tắt, một tam giác là tốc độ chậm và hai tam giác là tốc độ nhanh. Mình có thể cho cái sợi chỉ xuống dưới này cho gọn nhé. Khi nào không đánh suốt nữa thì mình ấn nút dừng lại, gạt cọc suốt quan trái, nhớ đẩy bánh đà vào. Đi chỉ may, khi may thì bao gồm chỉ trên và chỉ dưới. Chỉ trên là cũng chỉ dưới là chỉ mình đã đánh vào cái suốt này, mình lắp vào cái ổ bên dưới. Mình nâng chân vịt lên. Đi chỉ trên mình sẽ đi theo cái đường có số ở đây, ví dụ đây số 1. Số 1 nó sẽ chỉ vắt qua đây như thế này. Đây, móc này. Móc qua đây này, móc ra đằng sau này. Đi thẳng xuống này, số 2 này. Số 3 vắt qua trái đi lên. Số 4 vắt từ phải qua trái qua mỏ giật chỉ. Mỏ giật chỉ nó đang chìm sâu bên dưới, mình sẽ xoay cái bánh đà cho nó nhô lên cao. Mọi người nhìn trong đấy, nó nhô lên cao, mình móc từ bên phải qua bên trái xong đi xuống. Số 5 này, mình móc đây, mình hở bên này nhá, mình cầm mình móc vào đây. Như thế này. Móc vào cái móc số 6 này. Đấy, nó hở bên phải đấy. Sau đấy mình xỏ chỉ từ trước ra sau qua lỗ kim. Kim này nó sẽ đối diện với mình ngồi luôn. Mở cái mặt này thì mình đè và kéo về phía mình, lấy suốt chỉ ra. Khi lắp vào, sợi chỉ thừa bên tay trái như thế này. Cầm đúng hướng nhé, sợi chỉ thừa bên tay trái đặt vào. Mình kéo cái sợi chỉ vào cái rãnh ở đây, đây nó có một cái rãnh siết ngay mũi kéo mình chỉ này. Gài vào đây, đặt chỉ vào đấy, xong kéo qua bên trái. Đấy. Nó sẽ đi, sợi chỉ nó nằm vào ở cái mép này. Lấy chỉ dưới lên thì tay trái mình cầm chỉ trên, tay phải mình xoay bánh đà về phía lòng mình. Mình xoay đến khi mà thấy cầm chỉ trên kéo, mà thấy chỉ dưới nó lên sợi đôi, mình cầm hai sợi mình rút ra. Cho hai sợi chỉ xuống dưới ra sau chân vịt, đẩy cái mặt nhựa này vào. Khi may thì mình sẽ chọn đường may. Dòng máy này nó có các đường may ở đây, có các số này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 này. Đấy, các cái đường nó vẽ như nào nó sẽ may ra như thế. Ví dụ mình chọn chức năng đường thẳng, thả chân vịt xuống, núm chọn chức năng ở bên này. Mỗi núm có chức năng gì thì bên Hương đã dán ghi chú bằng tiếng Việt rồi. Đây, tương ứng với cái chấm đen này. Ví dụ bây giờ mình may đường số 7 là đường thẳng này. Các cái đường thẳng này nó sẽ có độ mau thưa khác nhau, tùy cái nhu cầu của mình mà thích thưa hay dày thì mình sẽ chọn cái đường phù hợp. Đầu đường may, cuối đường may mình lại khoảng tầm 2-3 mũi. Ấn dị cái cần này xuống, ấn và giữ bao nhiêu nó sẽ chạy lùi bấy nhiêu, thả ra nó sẽ chạy tiến. Tốc độ chậm, tốc độ nhanh hơn. Đầu đường may, cuối đường may mình lại tầm 2-3 mũi. Kim nó đang cắm dưới vải, mình muốn lấy vải ra thì mình sẽ xoay bánh đà cho kim lên bên trên. Lấy vải ra này mình xoay đi xoay lại bánh đà và kéo nhẹ thì kéo nó sẽ dễ hơn là mình cứ cầm lấy mình kéo thẳng.
Đây, đường thẳng này. Mình có thể để mình chọn sang cái đường zig zag. Mọi người dễ nhìn cái đường này. Đường 1. Đây là cái đường may mình vừa may xong, màu hồng, đường thẳng này, đường zig zag này. Hướng dẫn tháo lắp chân vịt, mình ấn vào cái lẫy này, chân vịt nó sẽ nhảy chân vịt ra. Chân vịt nào cũng có một cái thanh ngang ở đây, sẽ tương ứng nó sẽ ngập vào cái khuyết chữ C ở chỗ cái mỏ chân vịt này, cái gót chân vịt này, cái củ này gọi là cái gót chân vịt. Mình cho cái chân vịt vào và hạ cần nâng hạ chân vịt, hạ cần nâng hạ, cần nâng hạ là cái thanh nhựa này nhá. Hạ cần nâng hạ chân vịt nó ngập vào cái thanh ngang đấy. Các chân vịt khác cũng thế. Ví dụ như là có chân vịt thổ quy hoặc là chân vịt giả vắt sổ đều nó đều có cái thanh ngang như thế nhé. Hướng dẫn thay kim. Mình xoay bánh đà cho kim nó thấp xuống. Vặn cái ốc này lỏng ra, cái ốc này là cái chốt chữ kim. Kéo kim xuống, kim HA của Nhật có một mặt vát, mặt tròn, mặt vát quay ra phía sau. Chú ý là phải lắp đúng chiều, còn không may nó sẽ không ăn chỉ đâu. Đấy, mặt vát quay ra phía sau, vặn cái ốc này thật chặt vào, chặt vào. Khi mà vặn xong mình có thể dùng cái chuôi kéo mình vặn thêm một tí nữa cho nó chắc hơn.